Nông mũi nói riêng và phẫu thuật thẩm mỹ nói chung là những cái can thiệp làm đẹp có xâm lấn, cho nên chúng ta cần phải cân nhắc rất nhiều những yếu tố. Tôi sẽ không nhận thực hiện trong những cái trường hợp mà các bạn đang bị có cái rối loạn về đông máu, là các bệnh lý về toàn thân, về tim mạch, về tuyến giáp, về tiểu đường, ung thư vân vân. Đây là những cái tình trạng sẽ ảnh hưởng rất nhiều nếu các bạn thực hiện cái cuộc can thiệp này nó không an toàn mà dễ dẫn đến nhiều những cái hệ lụy về sau. Một cái trường hợp nữa đó là không chỉ liên quan về mặt thể chất mà đó là liên quan về mặt tinh thần. Với một số bạn, sức khỏe tâm thần của các bạn nó không ổn định thì bác sĩ bắt buộc cũng phải không thể thực hiện cái can thiệp cho các bạn, bởi vì cái trạng thái các bạn bất ổn không kiểm soát cũng không đem lại sự an toàn cho cái cuộc can thiệp. Ở cái nhóm thứ hai đó chính là những cái trường hợp chưa thể thực hiện ngay thì tôi sẽ trì hoãn lại một thời gian. Đó là liên quan đến những cái vấn đề cũng là sức khỏe, tuy nhiên nó ở cái trạng thái cấp tính. Ví dụ như các bạn đang bị một cái tình trạng bệnh lý nào đó ở giai đoạn cấp và chưa ổn định thì các bạn phải đi điều trị với các bác sĩ về chuyên khoa đó để cho nó ổn định, các chỉ số nó về bình thường chúng ta mới thực hiện. Ví dụ như là các bạn đang bị viêm xoang cấp tính này, viêm mũi dị ứng cấp tính này, các triệu chứng rất là rầm rộ, hoặc là những cái tình trạng viêm nhiễm ngoài da, mụn nhọt ở quanh vùng mặt, hoặc là một số những cái bệnh lý khác có thể là toàn thân nhưng chưa được điều trị, chưa được ổn định. Và một yếu tố nữa đó là trong cái nhóm thứ hai này, với những cái bạn mà khi đi thực hiện chúng ta đang vừa trải qua một cái stress về mặt tâm lý, vừa có trải qua một cái biến cố về hôn nhân, về tình duyên hoặc là về tiền bạc, tâm lý các bạn chưa ổn định, các bạn muốn đi làm mũi để thay đổi, để có một cái kết quả tốt đẹp hơn, thì trong những trường hợp như vậy tôi cũng khuyên các bạn là nên trì hoãn lại, để các bạn tìm hiểu thêm, thư giãn, thư thái, để giải phóng về mặt tâm lý. Khi đó thì sau khi đã ổn định lại, bình tâm trở lại thì các bạn có thể hiểu rõ nhất về cái cuộc can thiệp mà chúng ta có thể tiến hành sau các bạn nhé.